Ok nè, hôm nay mình sẽ tiếp tục ha. Thì hôm trước mình đã dừng lại ở chỗ là tạo lại cái DB của mình, tạo lại cái chủ yếu là cái bảng boss này của mình đúng không? Mình sẽ tạo thêm hai cái trường nữa là price code với lại area code đúng không? Thì hai cái code này nó sẽ là gì? Nó sẽ là cái giá và diện tích ở bên cái trang gốc của nó ha. Đây này, cái xem giá và diện tích chỗ này ha. Thì ở trong trang gốc của nó em có thể vô xem này. Đấy thì chủ yếu là mấy cái này nè. Đó, hôm trước mình đã gọi là chèn thêm mấy cái code này vô trong cái bảng của mấy bài đăng này. Thì khi mình lọc theo từng cái này thì mình sẽ chọc vô cái DB của cái, tức là mình sẽ chọc vô cái bảng bài đăng ấy để mình lọc theo từng cái code này ha. Đấy thì hôm bữa là mình mới là gì tạo xong cái bảng boss thôi, còn cái bảng error này với lại cái bảng price thì mình lại chưa chưa tạo ha. Tức là chưa, không phải là chưa tạo mà là chưa chèn DB vào đây đó. Chưa chèn data vào đó. Thì hôm nay mình sẽ viết hai cái hàm, tức là thêm hai cái, một cái MVI cũng được. Thì mình sẽ chèn vô. Thì chỗ này hôm cái có cái này là hôm bữa mình tạo user này mà mình không xài nè. Bây giờ mình sẽ tận dụng này, mình sẽ sửa lại để mình gọi là gì, create ha, gọi là gì, create price đi. Mình sẽ viết một cái hàm tạo tạo giá trước, thì mình sẽ chọc vô cái bảng là price ha. Rồi mình sẽ check ở trên cái model này cái tên của nó là gì ha. Chỗ này mình lại viết hoa à, đúng rồi, viết hoa mà. Thì chỗ này mình sẽ là viết hoa lên. Rồi cái này là sẽ create ha. Cái iOS này nè là nó sẽ trong này create này nó sẽ chỉ tạo một cái thôi, nhưng mà mình là muốn tạo nhiều cái luôn đúng không. Thì hôm trước cái file data của mình ấy, đây này, cái thằng error này ở cái thằng price nữa này đó, thì mình sẽ có nhiều cái offset trong này. Thì mình sẽ gọi là dùng một cái hàm map tiếp ha. Không dùng map được mà dùng hàm for hay hàm gì nữa, nói chung là mình sẽ lúp qua cái array này. Đấy mình sẽ thêm value và code vào. Thì cái code ở đâu? Code thì ở dưới này mình sẽ có một cái code như thế này. Thì mình sẽ lấy cái data price này, nó là một cái mảng trong đó nó có value và code. Thì mình sẽ dùng cái mảng này mình lúp qua, mình chỉ chèn vô ha. Thì làm giống như là mình chèn cái DB lúc trước này, mình dùng một hàm forEach này đúng không? Thì ở dưới này mình cũng là await, cái await mình bỏ ngoài. Ok, thế này mình sẽ clear đi. Cái async này mình sẽ clear đi, tại vì cái hàm hàm ngoài này mình không có gọi await ha. Thì bây giờ mình sẽ là gì? Mình có cái data price đây nè. Đấy. Cái này mình import ở trên đây kia. Nó là một cái mảng đúng không? Thì mình sẽ là forEach nè. Đấy, trong này mình sẽ có từng cái object này. Đấy, một object mình đặt nó là một item đúng không? Thì trong này mình sẽ viết cái code, khi mà nó lúc qua mỗi cái object thì nó sẽ làm gì. Thì đầu tiên là mình sẽ await chỗ này đúng không? Muốn await ở trong cái hàm này thì bây giờ mình phải cái con bắt trong này mình sẽ để là async chỗ này. Ok, mình phải để async chỗ này ha. Rồi thì cái con bắt này mình sẽ chỗ này mình sẽ await được nè. Đó mình sẽ là db chấm price chấm create đúng không? Đó, tạo cái gì? Để mình check thử cái thằng price này là mình để db nữa, để id của nó là gì ha, để khóa chính của nó là gì? Price thì khóa chính của nó là integer luôn à. Để integer thì hơi kỳ nha. Thôi mình cũng lười sửa, cứ để integer cũng được, để string chứ, để đúng là nên để, tại vì có code rồi nè, mình có code rồi thì mình không cần để cái này là string ha. Mình chỉ cần để id là integer cũng được, thì thôi kệ, không quan trọng lắm. Thì chỗ này mình sẽ ok, nếu mà nó là id là string thì bây giờ mình phải thêm id vô. Mình sẽ gọi cái hàm v4 thôi. Hàm này nó sẽ tạo một chuỗi string thôi, mình sẽ làm nó là id ha. Tiếp theo là cái code. Code thì mình sẽ là item chấm code ha. Tiếp theo là cái value.
value thì cũng là item chấm value đấy. Thì tại vì cái con cái offset này nó sẽ có value nè, và có thêm một cái code nữa nè ở dưới này nè đó, thì mình sẽ lấy cái code value thôi, còn markdown thì không cần. Markdown chủ yếu là mình để làm trên cái bảng post thôi là được rồi. Chỗ này mình sẽ thêm code value, tại vì cái bảng bright của mình này mình khai báo hai trường là code value nè. Thì bây giờ mình sẽ nạp vào hai cái này đấy. Sau khi mình nạp xong ấy, sau khi mình chèn xong thì ok, chỗ này nếu cần check thì anh em để một cái gọi là đặt một cái biến response để hứng cái hàm create này ha. Nếu mà nó tạo được ổn thì nó sẽ trả về cái giá trị là một hoặc là số gì đó khác không ha. Còn nếu mà nó fail thì nó sẽ trả về số không cho mình á. Thì mình không cần, mình chỉ để một chữ ok thôi, xong mình vô DB mình check cho lại. Rồi for each. Rồi cái này là một cái API ha. Này là tạo tạo price. Thì thôi mình sẽ là gì, mình sẽ làm thêm một cái hàm ở dưới này nữa, mình sẽ gọi là cái này là and đó. Mình sẽ gộp hai hàm là một luôn, một cái API thôi. Area khỏi viết hai API nó mất công ha. Thì chỗ này mình cũng copy lại cái hàm này thôi. Rồi mình cũng cái này thay vì data price thì mình là data area ha, mình cũng mark qua như vậy luôn. Nó cũng gọi là trong cái bảng này là bảng area thôi. Rồi trong cái bảng này mình cũng tạo tạo ID, tạo code và tạo value. Rồi return ở cái này, nói chung là cái hàm này nó sẽ hai vòng lặp. Rồi trong cái API insert đây này, trong cái controller chứ, controller insert đấy, mình sẽ thay vì mình sẽ gọi cái hàm insert service á. Insert service là cái hàm gì? Insert service là cái hàm đây nè, cái hàm tạo cái bảng lớn của mình nè. Bây giờ mình chỉ muốn gọi cái hàm này thôi. Thay vì mình viết thêm một cái controller nữa thì mình lười đó, tại vì cái này cái chạy một lần thôi, mình sửa cho này luôn cho nó lẹ. Chỗ này mình còn trên V chủ yếu là phát data lên thôi mà. Control space mình sẽ có cái hàm là create này đấy, mình sẽ gọi cái hàm này rồi lưu lại thì nó vẫn là một cái row insert này thôi. Rồi bây giờ mở Postman lên mà gọi cái API đó thôi cho nó tạo bảng thôi. Thì hôm giờ data mình có trên bảng là chỉ có một file cho thuê căn hộ thôi, còn ba cái file cho thuê mặt bằng với phòng trọ nhà cho thuê mình chưa có add lên ha. Nên data mình nó cũng khá nhiều rồi, nếu mà thêm cái này vô nó phải cả trăm cái bài post. Ok, cái API này là API gì đó? Cái này là ở đâu đây? À cái này là của cái con khác nó làm thôi. Còn cái này là gì đây? Mình sẽ là update bus. Wow, mình sẽ lưu cái này lại các. Ok, bây giờ mình sẽ clear hết cái này ha. Don't save. Mình sẽ là don't save. Rồi, mình sẽ vô phòng trọ 123, mình sẽ là gọi cái API insert database này. Đó, nó có một cái API như thế này, mình sẽ gọi. Còn thử nó ra chữ ok thì ok ha. Rồi, nó trả về cho mình chữ ok, tức là nó tạo nó chạy xong với cái hàm kia rồi, còn thành công hay không thì mình phải vô đây mình check ha. Đó này thấy không? Rồi nha. Nó đã có cái value nè, ID này nó render này, kệ nó ha, mình không chăm ha. Đúng ra chỗ này mình để integer cho nó dễ nhìn ha, nhưng mà để gì cũng được không sao. Cái này rồi có cái bạn bây giờ những cái code này nè, nó mình coi thử cái code này nó có trùng với lại bên bài post không. Giả sử như mình có cái TU3N nè, TU5N rồi nè, TU0N rồi, mình qua bài post mình xem thử nó có đúng ID này không ha. Đây anh em thấy không, TU5N nè đấy, có TU5N ha, TU2N, TU3N đó, thì nó cũng là map với lại cái code ở bên bảng bảng browser luôn nha. Đây nè, nó cũng có TU này nọ ha. Rồi bây giờ nó có một cái bảng area thì mình sẽ check thử là nó có vô chưa. Rồi nó cũng vô rồi ha, thì nó cũng là TUMD TN9E. Bây giờ mình sẽ qua bên cái bảng post mình xem thử là có TUMD với TN9E không nha. Nè nó có luôn cái TUMD nè, TUMD nè đấy, TUMD không luôn nè, DN2E rồi nè. Nói chung là cái code này nó sẽ map tới bên kia đâu ha, không
là ổn rồi, như đây là mình gọi là đủ để mình xài rồi. Rồi bây giờ mình sẽ viết hai cái API để mình lấy cái value này để mình render ra cái này, để render cái bảng giá này. Mình cần những cái value này để mình render ra đúng không? Thì mình sẽ lấy từ DB ra ha, mình sẽ lấy cái value này ra này. Ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ viết API. Cái này ok. Thì chỗ này mình sẽ là gì? Cái này xóa đi. Cái file insert này, bây giờ mình sẽ thay mình sẽ sửa insert lại một cái là cho nó gọi là insert thêm một file nữa ha. Vẫn lại service nhưng mà thay vì mình insert cái file cho thuê phòng trọ thì mình sẽ insert cái nhà cho thuê ha. Đấy, trên C mình sẽ thế nhà cho C ở đây. Rồi, mình ra mình gọi API để mình add cái data của nhà cho thuê vào nữa. Là cái DB của mình nó sẽ có gọn khoảng gần 50 cái ha. Ok, mình sẽ insert. Nếu ra chưa đong là xong nha. Ok. Rồi, bên DB này nè, anh em để ý cái em post nên giờ mình sẽ có rất là nhiều post ha. Đây, mình sẽ check xem nó có bao nhiêu ra. Nó có hai cái này. Một cái là 25 cái đúng không? Hai cái. Cái này có khoảng là 1 1 2 này, 3 này, 4 5 6 7. Nói chung là cũng tầm cỡ 50 60 cái vậy ha. Cái mã đây thì như đây là DB đủ mình xài rồi. Thì mình cách nhanh nhất thì mình ra đây mình reload lại trang này. Nó sẽ lấy tất cả các bài post nè, thì mình sẽ coi thử là cái gọi là cái cuối cùng của pagination của mình là bao nhiêu. Rồi, mình sẽ lên đó là trang, mình sẽ bấm cái này. Đó, nó là 8 trang thấy chưa anh em? Nó sẽ lên là 8 trang ha. Lúc trước mình chỉ lấy một cái thì mình chỉ có 4 trang thôi, bây giờ nó lót ra cho mình tới 8 trang ha. Là chứng tỏ là gấp đôi ha. Ok chưa? Cái này nó không có ảnh nào này. Đấy, thì bây giờ chỗ này mình sẽ 7 này, nó vẫn lót ra cho mình nè. Đấy, ổn định nè. Thì bây giờ như đây là đủ ha. Bây giờ mình sẽ là cái xem giá này. Ok, sẽ viết API ha. Tắt cái insert này luôn. Insert xong rồi thôi, nghỉ. 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 Rồi, bây giờ muốn get trong cái gọi là insert category này, post. Mình sẽ viết ở chỗ ta. Mình sẽ tạo một cái file nữa ha, gọi là file app đi, gọi là file app đi chấm js đi, app service nha. Thì file này là để lấy những cái data để render ra những cái giao diện kiểu như thế này nè. Thôi mình sẽ tạo riêng từng file ha. Thì chỗ này mình sẽ sửa lại, sửa name lại, và đầu tiên mình sẽ làm cái browse trước, browse trước cho nó tường minh ha. Ok, có post category, có price này. Trong cái price này mình sẽ mượn cái category mình lấy o ha. Trình về đó mình cũng mình cũng get o cái gọi là price này. Thì chỗ này mình sửa là get category đúng không? Chỗ này mình sẽ sửa là get price service. Trong này mình sẽ chọc vô cái bảng là price. Rồi, trong cái bảng brand này file o ra. Attribute mình sẽ lấy code value thôi, chuẩn ha. Rồi, file get privacy. Rồi vậy thôi. Ok, vậy thôi. À còn một cái nữa là gì? Cái hàm file o này nó trả về mình một cái mảng anh em ạ. Trả về mình một cái mảng nên khi mình check cái kiểu này á thì cái mảng nó vẫn nên khi mà chuyển qua boolean á, chuyển qua dạng boolean thì cái mã nó vẫn tính là true ha, nên nhiều khi ra cái mạng rỗng á thì nó trả về là mạng rỗng cũng được, không sao. Thì nó vẫn là get thành công nhưng mà ủa đúng rồi, nhưng mà không có dữ liệu thôi. Respond rồi kệ nó, rồi kệ nó đi. Tiếp theo là qua bên cái controller data đóng lại này, tạo thêm một cái controller là privacy chấm js. Trong controller này thì mình cũng copy cái thằng này qua thôi, chuẩn C này, chuẩn V này,
thì thay vì mình import calorie thì mình sẽ là bây giờ thay vì mình sẽ import vô từng từng cái thì mình sẽ chỗ bây giờ sửa lại nữa mất công á. Ok, nó sẽ import như này cũng được ha. Thay vì service calorie thì mình sẽ là service price. Tức là nãy mình nói là mình định tạo một cái file index ở trong cái file service này, thì xong mình sẽ import tất cả các hàm đó vào trong cái file index đấy. Đấy thì khi mình chọc vô cái service này nè thì mình sẽ vô cái file index đó sẽ mình lấy ra hết đó, không cần phải chọc vô từng cái file như thế này. Nhưng mà thôi cái này cũng được. Thì bây giờ mình đã có cái service của Bora thì mình vô đây mình sẽ có get Bora service này. Trong này mình không truyền một cái tham số nào hết, không truyền một cái đối số nào vào đây. Mình cũng không cần phải check một cái gì ở client luôn. Rồi, mình chỉ đơn giản là get thôi. Tương tự qua bên cái route thì cũng tạo một cái route là route price thôi. Chấm .js. Ok, chỗ route này thì bây giờ thì sẽ là gì? Chỗ này cấp qua mấy cái này mình sẽ cấp qua mình sẽ tách từng cái file này ra cho nó dễ quản lý à. Sau này mình sẽ là CRUD vô từng cái đối tượng á thì mình sẽ vô từng cái file này mình làm đấy. Thì bây giờ mình chỉ là CRUD thì mình chỉ gọi là R chứ thôi, tức là read á anh em ạ. Cái gọi là gì CRUD này là bốn cái tương tác với mọi cái đối tượng ha. C là create là tạo, R là read là get là đọc ha, mà lấy nó ra ha. Còn U là update này là chỉnh sửa ha, còn D là delete đó, là mình sẽ xóa đó. Thì mình sẽ CRUD với từng cái đối tượng này. Thì bây giờ mình get nè, tức là mình sẽ read ha, mình sẽ đọc nó ra, mình lấy nó ra. Thì chỗ này mình sẽ là không có import calorie, mình sẽ là import ở cái price. Trong cái price này mình sẽ gọi cái hàm là cái calorie à, nghĩa là cái chỗ này mình chưa sửa tên nè. À đúng rồi, get price ha, mình sửa lại chỗ này là get price nó lại. Thì bên này mình sẽ chỗ này mình sẽ lấy được get price rồi, cũng là vô o ha. Rồi bây giờ sẽ vô index của cái thằng row này, mình sẽ import cái thằng import một cái gọi là price router from mình sẽ import trong cái price trong này đúng không? Mình sẽ là thêm một cái đường API nữa, mình sẽ chỗ này mình sẽ là price. Ok. Cái này để làm chi? Vô cái price, vô cái này là cái router là br ha, price router. Thì chỗ này mình sẽ là API v1 price. Price đúng không? Xong rồi vô cái của price router thì mình sẽ thêm một nối thêm cái chữ O nữa ha. Rồi qua đây mình sẽ get thử nè. Chỗ này mình sẽ là copy cái thằng này đi. C, qua đây mình sẽ V ở đây. Thì chỗ này thay vì V1 insert thì sẽ là V1 price. Rồi get O ha. Chỗ này mình sẽ get ra tất cả những cái dữ liệu. Đấy, này thấy không? Mình sẽ lấy hết cái bảng đó ra. Ok chưa? Thì cái dùng cái này mình render dưới kia là chuẩn của mạng đó rồi ha. Thì bây giờ mình đã test API ổn thì bây giờ qua client mình sẽ gọi hàm. Qua bên client. Qua đây. Chỗ này mình sẽ là gì? Index này, bỏ đi này. Thì chỗ này mình sẽ qua bên cái suite của client này. Vô trong cái service này để gọi API á, thì chỗ này mình sẽ đặt một cái file là app ha. .js. Ok, file này mình sẽ là gọi viết một cái service. Mình sẽ là import axios from, mình sẽ import trong cái sao nó không gợi ý con mẹ đấy. Rồi, mình sẽ import trong cái axios config này. Trong này mình sẽ viết một cái hàm mình export ra luôn. Gọi là gì API get price đấy. Trong này mình sẽ là array function, trong này return ra một cái promise.
trong này New Promise, chỗ này mình sẽ để là bắt đồng bộ là Asin và hai cái hàm Reserve và Reject. Reject rồi, trong này mình sẽ là viết code vô trong này. Chỗ này mình sẽ try cap để mình bắt lỗi ha. Chỗ này mình, nếu có lỗi thì mình sẽ reject ra lỗi ha, trả về lỗi. Còn nếu không có lỗi thì chỗ này mình sẽ gọi một cái hàm, thì mình sẽ dùng một cái biến respond để mình hứng. Chỗ này mình sẽ là await gọi là gì, ICOS ha. Rồi trong hàm ICOS này thì mình sẽ truyền vô một cái object data. Trong object này mình sẽ có là gì, phần đầu tiên là phải method là gì, method gọi là method get. Rồi tiếp theo là url, url gọi là gì, thì trong cái file ISO config này mình có config cái bay url là cái react app server url đúng không, thì anh em vô đó env này nó sẽ có cái domain của server của mình rồi, thì chỗ này mình chỉ là ghi thêm cái chỗ nối thôi, mình không cần phải ghi đầy đủ nữa ha. Thì chỗ này mình sẽ sạc cái gì, API đúng không? Đầu tiên là API là V1 nè, đó là xong rồi price, xong rồi cái O nè, đó. Tới đây thôi là mình get được rồi hả? Rồi chỗ này mà khi mình đã lấy được response á, thì mình sẽ là gì, reserve cái response, tức là return cái response nó về, return cái response nó ra, tức là cái hàm này nè, nó sẽ trả về một là nó trả về cái response, hai nếu mà lỗi thì nó sẽ trả về error. Rồi cái API này á mà mình sẽ gọi ở đâu, thì cũng giống như cái gọi là các query á, mình gọi trên Redux thì chỗ này mình cũng gọi ở trên Redux luôn. Thì để gọi API ở chỗ xử lý ở Redux thì mình ở lưu, tức là mình sẽ lưu data của cái file ở Redux, thì mình sẽ là viết một gọi API ở chỗ file action. Cho action này mình đã tạo sẵn một file app rồi này. Đấy, thì file app này nó gọi các lorry đúng không, thì chỗ này mình sẽ gọi thêm cái copy ha, chỗ C này, chỗ này mình sẽ gọi thêm là gì, get cái price. Rồi trong này mình sẽ lấy tất cả các giá ha, thì cũng là dispatch. Coi trên này nó import cái các lorry, thì chỗ này mình sẽ là gì, import ây da, im bọt nhiều thế thì bây giờ chỗ này mình sẽ gộp lại, không có nên gộp lại không nhỉ. File service này, thì chỗ này mình sẽ viết một cái file index chỗ này, .js ha. Trong này mình sẽ là gì, export tất cả các hàm từ cái file app ra. Rồi mình cũng là export tất cả các hàm, nút sau là tất cả ha, từ cái hàm calorie ha. Ok, mình cũng là export tất cả các hàm từ cái file là out. Đây da. Out này. Rồi, mình cũng là export tiếp một cái cuối cùng là tất cả ha. From cái thằng boss. Rồi. Sau khi mình đã export ở cái index này thì ở chỗ này mình không có gọi tới gọi là API calorie như thế này. Mình sẽ gọi chỗ này là gì, API, mình sẽ dùng một cái gọi là alias ha, import tất cả as alias này. Thì trong cái này mình chỉ chọc tới cái folder service thôi, mình không chọc vô file nữa. Tại vì cái index này là nó đại diện cho cái file action đâu rồi. API service đây nè, cái file index này nó đại diện cho cái folder service luôn rồi nha. Thì cái service này chính là cái file index này nè. Thì trong index này mình đã export ra rồi ha, mình chọc vào đó mình lấy được. Thì chỗ này á, mình sẽ chỉ cần thêm một cái API nữa thôi. Thì thay vì vậy anh em bấm cái đánh API trước ha, xong rồi chấm nè, nó sẽ gợi ý tất cả các hàm mà mình lấy được ha. Thì nó sẽ có get calorie nè. Đấy, mình sẽ gọi cái hàm này như vậy là được rồi. Thì chỗ này cũng vậy ha, mình sẽ gọi là gì, API chấm nè, chỗ này mình sẽ có là get price nè, đó ok không? Thì mình chỉ cần import một cái như thế này thôi, là khỏi cần phải import nhiều dòng ha. API mình sẽ chọn rồi get chỗ này action type là get calorie rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái action type mới.
Phải ha. Chỗ này thay vì get gallery thì mình sẽ là gì? Get nè, privacy nè. Rồi mình sẽ lưu lại qua bên cái action nè. Thay vì get gallery nè, mình sẽ Ctrl D ha, mình sẽ xóa đi và Ctrl cắt nè, mình sẽ lấy được cái get privacy nè. Rồi cái chỗ gallery này mình sẽ là gì, thay bằng cái bright ha. Rồi message cũng vậy, message thì để. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái app controller, app reducer, ai reducer đây, app reducer đây. Nó có gallery thì bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái folder nữa là bright. Trong này mình sẽ là cũng là một cái mảng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ viết một cái key cho thằng bright. Rồi chỗ này thay vì get calorie thì cần chỉnh cách, mình sẽ lấy là get price. Thì chỗ này calorie thì mình sửa lại là gì, price gì thôi. Rồi ok ok xong cái thằng xong cái định nghĩa của redux ha, xong cái setup redux rồi thì bây giờ mình sẽ đứng ở component nào mình muốn render, mình lấy cái thằng price này từ cái redux. Thì bây giờ ở đâu component nào mình lấy thì mình muốn render ở cái, mình sẽ vô là container public đúng không, trong cái gọi là mình viết ở đâu nhỉ, homepage item size 3. Ok mình sẽ vô cái gọi là item size 3. Item C3 thì cái item C3 là mình sẽ chuyển vô cái lorry đúng không? Thì chỗ này mình sẽ gọi ở đây luôn ha, mình sẽ lấy cái lorry chỗ này thì mình sẽ lấy luôn cái privacy đúng không? Mình sẽ lấy luôn cái privacy chỗ này, nhưng mà mình phải dispatch cái hàm. Tức là lúc này cái privacy của mình chưa có gì hết, nó vẫn là mạng rộng thôi, thì mình chưa gọi API để mình lấy data. Thì bây giờ mình phải dispatch cái action là get privacy này thì mình mới lấy được data. Thì dispatch ở đâu thì thằng này nó mình sẽ dispatch để coi thằng này nó dispatch ở đâu ha, hợp lý cái thằng navigation này, category để coi nó app file list. Ok vậy mình để cần mình sẽ gọi là gì, mình sẽ tìm cái hàm cái category nó lấy ở đâu nè, tức là nó gọi ở đâu. Ok mình sẽ tìm ha, nó gọi ở là navigation nè anh em ha. Ok vậy là navigation nó gọi calorie à. Rồi thì thôi mình sẽ gọi ngay ở cái homepage luôn cũng được. Thì bây giờ chỗ homepage này nè, mình gọi luôn cái này cũng được ha, mình sẽ thêm một cái effect chỗ này, view effect ha. Ok mình sẽ viết cái hàm dispatch ở trong view effect này. Mình sẽ là viết view effect gọi hàm, trong này mình sẽ chuyển một cái callback. Thằng view effect này đối số thứ hai mình sẽ để là một cái mạng rộng ha, tức là một cái array, đúng rồi, một cái mạng rộng thì chứng tỏ là gì, khi component nó mau thì nó sẽ gọi đúng một lần thôi, nó gọi cái hàm dispatch đúng một lần thôi. Rồi thì chỗ này mình sẽ là gì, mình cần một cái dispatch thì bây giờ mình phải dùng cái hook là user dispatch. Rồi định nghĩa một cái hàm dispatch, dispatch bằng user dispatch. Rồi trong này mình phải muốn dispatch một cái action thì mình phải có action đúng không, thì mình sẽ import action vô. Action thì mình sẽ có action, mình có index chưa, trong file action mình đã có index rồi, thì bây giờ mình sẽ là import sao luôn ha. Add action from, mình sẽ chọc vô cái folder action thôi trong cái store của mình. Rồi mình sẽ chọc vô cái action này, chỗ này mình sẽ là gì, dispatch một cái action. Ây da, action. Rồi mình sẽ chấm coi thử nó gợi ý không nha, nó sẽ có là get price này, mình sẽ gọi cái action này luôn. Rồi như này là nghĩa sau khi mà cái component mà homepage này á, nó được mau, tức là nó được gọi là gì, có ở trong đơm á, có trong chừng gì đó, thì cái hàm dispatch này sẽ gọi đó, nó sẽ lấy price cho mình, xong rồi nó lấy được cái price
thì nó sẽ trả cho mình cái respawn này nè. Đó thì mình sẽ lấy respawn mình gán vô trong cái brand nè. Đó thì cái brand này sẽ có cái data của tức là cái brand Stingray nó sẽ có một cái mảng như thế này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ lưu lại thôi, mình coi kết quả ha. Thì bây giờ muốn coi kết quả thì phải log ra đúng không? Mình sẽ cần select cái thằng Brice này ra này, coi nó có phải là cái mảng không nha. Rồi, mình ra ngoài trình duyệt log lên xem ha. Ok, bấm vô info này. Đấy, anh em thấy không? Lúc đầu là cái array là không nè. Đấy, lúc sau là array là 8, tức là khi mà nó lúc đầu ở cái array của mình là rỗng. Đó, sau khi nó gọi API nó xét data xong đó, thì nó sẽ cập nhật cái array của mình là ra 8 cái đúng không? Đấy, trong này sẽ code và lưu nè. Rồi, có array rồi thì chỗ này mình sẽ làm gì? Mình sẽ truyền cái content vô đây. Content là bằng price hả? Ok, đâu mình coi thử là nó có hiển thị cái gì trên này không cho mình không? Có lỗi này nè. Ok, mình sẽ coi thử nó trên này nó có cái gì này ha. Đây này, nó hiển thị ra cho mình nè, đó nè, thấy không? Nhưng mà nó kêu là gì? Encountered children. Mình sẽ để cái như thế này mình coi cho dễ ha. Ok, nó nói là gì? Cây okay, should be anywhere. À, nó nói là cái cây là trùng cây á, mình để cây là code á. À gì, tức là có hai thằng trùng cái code. T5 trên 15 triệu là TU5N này. Từ 3 đến 5 triệu cũng là TU5N anh em ạ. Hai cái này có cùng một cái code là nó bị fail rồi nha. Đù, mình không để ý ha. Chết cha rồi, chết cha rồi, chết cha rồi. Hai cái này nó vô tình ha. Mình gọi là có cái hàm, viết một cái hàm random để mình từ cái value này mình render ra code đó, thì cái từ 3 đến 5 triệu nè với lại trên 15 triệu nó vô tình nó lại là gì? Thì nó lại tạo chung ra một cái code ra quá hài. Thì bây giờ mình sẽ gọi là gì ai à, thì cái FE là không 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 sai ha. Cái FE, cái client của mình là code xong rồi nha, code ổn rồi. Bây giờ mình sẽ sửa lại cái database với lại cái hàm render code này của mình thôi nè. Ok, hôm bữa cái hàm của mình là mình sẽ index g2 mắc căng ấy nhờ. Thì bây giờ mình sẽ là gì, mở chia 2 này cộng len len chia 2 à, tức là cái này là lấy 70 75% này. Trong này mình sẽ là căng nhờ, chỗ này mình sẽ là cộng 1 ấy. Chỗ này mình sẽ là trừ 1 đi. Và tự nhiên nó lại trùng cái chỗ đáy, nó hơi kỳ nha. Ok, thì cái gọi là cái value chặt không này nè, mình sẽ gọi là gì, mình sẽ lấy luôn cái chữ thứ hai ha, chữ đầu và chữ thứ hai luôn, tức là mình sẽ cho sao ta, mình sẽ lấy là chữ thứ ba đi, chữ đầu. Mình sẽ lấy chữ thứ hai đi, mình sẽ lấy chỗ này là một đi. Ok, chỗ này mình sẽ lưu lại rồi. Mình chỉ cần sửa lại cái hàm tạo code thôi, cho nó tạo cái code nó khỏi bị trùng thôi là được ha. Nó mà không hiểu sao nó lại trùng, hi hiểu thì chết, là mình phải rồi insert lại chứ. Thì cái khâu insert này á là nó mình làm vài lần rồi thôi, thì anh em có thể là
tự làm được ha nếu mà muốn làm theo. Còn mình thì chỗ này mình sẽ gọi là gì, để cho ngắn video thì mình sẽ là bao chỗ này để mình làm, xong rồi mình sẽ mở lại. Ok nam, thì sau khi mình chèn data vô lại xong xuôi á, thì mình sẽ check cái DB này. Đó, trong cái DB này của mình, cái bảng error này giờ nó không còn trùng nữa ha. Đấy, nó là số cái code này nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Rồi trong cái bảng price này, cái code này nó cũng không trùng nữa nha. Nhưng mà em để ý là phải sửa cái chỗ hàm generate code này lại, là cái từ đầu tiên mình sẽ lấy là cái từ ở cái vị trí index là 2 ha. Chứ lấy một là nó vẫn trùng nha. Em ạ, mình sửa lại chỗ này nhé, nhớ sửa lại chỗ này là 2 nha. Nó sửa lại một là nó bị trùng á, nói chung là sửa lại chỗ này là 2 là được. Rồi, sau khi mà lấy xong á thì ra đây á anh em reload lại cái trang này nè. Đó, thì nó vẫn hiện cái gọi là data này của mình, nhưng mà nó không còn cái báo lỗi là trùng cây nữa ha, trùng cái cây nữa, là tại vì cái cây của mình đã là unit rồi á, nó không còn báo lỗi nữa. Thì bây giờ mình chỗ này mình chỉ cần là gì, fit lại chỗ này xí thôi là được, tại vì cái này nó là một hàng là hai cái được, mà mình sẽ sửa lại một xí ha. Ok nha, thì cái DB mà anh em cứ sửa, chỉ cần sửa cái code chỗ cái hàm render code chỗ này là sửa chặt add lại là lấy cái vị trí thứ hai, hoặc là anh em tùy anh em thôi, anh em muốn lấy số nào lấy ha, miễn sao là khi cái code nó render ra là cái code của nó phải là unit so với những cái thằng còn lại ha. Đấy, tại vì mình fix nhiều cái, nhiều khi mình đưa vào những cái từ giống nhau ấy, nó chỉ khác nhau một hai cái từ thì mình lấy kiểu này nó dễ bị trùng ấy. Đấy, tức là lúc này là mình fetch data thôi nên nó mới có hiện tượng này ha. Còn sau này cái data của mình không phải là mình fetch như thế này, mình có data của mình là mình sẽ là gì, từ cái client mình tạo rồi, xong mình sẽ gửi API lên cho gọi là trên DB để nó tạo ha. Khi mà trùng thì nó sẽ bắn về cái gọi là cái response, nó báo cho mình biết là mình đã trùng, thì mình sẽ check, mình sẽ sửa lại ha, nên không sợ cái chỗ này thôi. Chỗ này là lúc mình gửi là cái database này mình tự tạo ra luôn mà, nên tức là mình tạo trực tiếp trên cái DB luôn, nên nhiều khi nó bị fake data nên nó dễ bị trùng, nên vậy thôi chịu khó ha. Action homepage rồi, sau khi mình đã truyền cái mảng privacy vô á, thì ở trên cái trang web của mình này, đấy nó đã có như thế này rồi. Nhưng mà giờ mình sẽ để sao cho một gọi là gì, một hàng là có hai cái ha. Thì bây giờ mình sẽ vô cái item sidebar này nè, control nếu vô à, sao nó vô đây, ok. Khi mà vô trong cái hàm này đúng không, như thế này, để mình coi thử là như thế nào mới ổn ha? Như thế nào là có thể custom được, là tùy ý nằm một một hàng hoặc là hai hàng ha. Như thế này. Content. Ok, giờ chỗ này này, cái thằng div này này, mình sẽ tạo thêm một cái nữa. Anh em hiểu không? Tức là trên này mình sẽ check là tức là cái hàng đó có một phần tử hay hai phần tử, thì bằng cách là gì, mình sẽ để một chữ là double. Double đây. Tức là cái thằng nào mà truyền xuống double thì là mình sẽ hiển thị nó theo kiểu là một hàng có hai nội dung. Thì chỗ này thì mình sẽ check theo cái biến double đấy. Đấy, chỗ này mình sẽ viết một cái hàm gọi là is double hả? Chỗ này mình sẽ là một cái boolean đi. Gọi là is double. Đây này. Thì mình chỉ có một đến hai, một hoặc hai hàng đúng không? Thì nếu nó không phải double thì nó là một hàng, đúng không? Thì chỗ này chỗ này mình sẽ là gì? Nếu mà không phải là is double thì mình sẽ cho nó là một hàng. Đó, mình sẽ vào thằng này. Ok không? Mình ra mình lưu lại này, thì ngoài kia nó vẫn là không có, gọi là không có gì thay đổi nha. Đấy này thấy không? Nó vẫn không có gì thay đổi ha, tại vì mình không có truyền cái thằng double xuống.
Thì bây giờ chỗ này mình viết thêm một cái nữa là gì? Nếu mà khi mà truyền double xuống thì mình cũng là render ra, nhưng mà chỗ này á trong một cái thẻ deep này mình sẽ gọi là gì, render ra một hàng có hai ký tự đúng không, item. Anh suy nghĩ làm sao để ra hai ký tự ra. Có một cái mảng render ra từng cái item. Thằng nào số chẵn thì đâu, mỗi cái item này nó sẽ có cái gọi là có mũi tên và có chữ. Hoặc là cái bản content này mình sẽ là dùng một cái hàm map. Chỗ này nè, mình sẽ viết một cái hàm để mình format cái mảng của mình trước ha. Gọi là format content. Format content. Trong này vô mình sẽ truyền một cái không có truyền gì thôi, thì content với lại visible là xài global rồi. Trong này mình có thể dùng hai truy cập cho hai cái biến này. Trong này á mình sẽ dùng content map qua gọi là con này. Format formatted content bằng, chỗ này mình sẽ là cái hàm cái mảng comment ở cái mảng content gọi là gì, chấm len lớn hơn không. Mình sẽ là gì, content chấm map. Trong này sẽ có cái item, mình sẽ là item và index ha. Cái tham số thứ hai là index này. Trong này mình sẽ là gì, trả về, mình sẽ return ra lại một cái object. Object này nó sẽ có, nó có là hai phần tử là bên trái và bên phải. Mình sẽ để là left và right đi, left. Mình sẽ map qua từng cái phần tử. Trong này mình không có map thôi, mình sẽ filter hay làm cái gì đấy, format cái format của mình sao cho là chờ chút nha. Chỗ này là 2 đúng không? Mình sẽ là, tức là cái mảng của mình là 8 phần tử thì mình sẽ mệt lại thành là 4 phần tử thôi. Thì mình không dùng hàm map, mình sẽ dùng một cái hàm gọi là, thôi mình chỉ dùng hàm filter đi. Ok, chỗ này mình sẽ là gì? Đầu tiên mình sẽ tạo một cái con này. Chẳng lẽ tiếng Anh là gì ta? Để lên tra Google. Số lẻ số chẵn à, mình sẽ là số. Ủa chưa có việc cây à, ok bước việc cây lên. Ok chỗ này mình sẽ là gì, số lẻ là âu hả, út út gì đó, số chẵn nè. Event à? Even even à? Còn cái gọi là số lẻ even. Odd, odd vậy đó, công mẹ đó. Thì bây giờ mình sẽ là element, element số lẻ bằng cái mà content chấm map item index. Trong này mình sẽ filter ra, filter nha, không phải map đâu. Mình sẽ lọc ra những cái thằng nào mà đứng ở vị trí là có cái index là số lẻ. Tức là sao? Tức là
cái index của nó gọi là gì, chia cho 2 lấy dư á, chia cho 2 lấy dư mà bằng bằng không, tức là số số chẵn đúng không, thì phải là số lẻ thì phải là khác khác không ha. Rồi mình sẽ lấy thằng này tiếp theo, mà mình lấy số chẵn ha. Chỗ này mình sẽ là event element ha, phần tử chẵn, event event element, chỗ này mình sẽ là bằng không. Rồi trong này mình sẽ có hai cái mảng, là tức là từ cái mảng bỏ vô là giả sử như cái bảng privacy của mình bỏ vô là 8 đó, mình sẽ tách ra thành hai cái mảng chẵn và mảng lẻ, tức là cái index là chẵn và index là lẻ. Thì chỗ này mình sẽ là gì, trong này mình sẽ viết một cái sau khi có hai cái mảng này rồi đúng không, thì bây giờ mình sẽ gộp hai mảng này lại. Mình sẽ viết một cái hàm gọi là const format content sẽ bằng, mình sẽ lấy thằng một thằng nào đó ha, thằng nào cũng được, all element, mình sẽ map qua. Rồi trong này mình sẽ có item, item và index ha. Nói chung là anh em có nào cách nào hay hơn để gộp, tức là để hiển thị nó, tức là để gọi là gì, mình sẽ tùy biến cái nội dung truyền vô thành một hàng hoặc hai hàng như thế này ha. Anh em có thể gợi ý, nếu mà biết cách nào hay hơn thì gợi ý cho mình ở dưới ha, comment cũng được, còn không thì mình hiện tại thì vừa làm vừa nghĩ, nên mình sẽ nghĩ được cách này thì mình sẽ làm cách này ha, mà chưa biết làm được không nữa nè. Ok, thì cứ làm tới thôi. Bây giờ cái khi map qua nó có item với nó đúng không, thì bây giờ mình sẽ trả lại một cái object. Mình sẽ không có, trước khi mình viết hàm ha. Tiếp theo là sau khi mình map qua thì bây giờ mình sẽ dùng một cái hàm for it nữa. Mình sẽ return luôn một cái object luôn. Object này nó sẽ có, đầu tiên là có item, mình sẽ lấy ra item nó ra. Đầu tiên là cái bên số lẻ đúng không, mình sẽ để là out là left, một cái left là bằng item luôn. Mình sẽ kiếm cho nó thêm một cái chẵn nữa, và cái chẵn này á nó sẽ có cái index trong cái bảng là bằng với lại index của thằng này luôn. Ý là sao, giả sử nha, bây giờ mình ví dụ cho dễ hiểu nè, ký tự mình là gì, ví dụ mình có một cái mảng một, cái array một, cái array một đi, một đi, là nó sẽ có là gì, giả sử nó có gọi là những ba bốn phần tử đúng không, giả sử như là bốn như thế này đây đó, nó sẽ có bốn phần tử như thế này đó. Còn array hai nó sẽ có bốn phần tử khác ha, đó như thế này, nó sẽ có bốn phần tử như thế này đó. Thì nhiệm vụ của mình á, mình muốn chuyển hai cái array này á, thành một cái array format, array chính của mình nó sẽ là như thế này, một cái mã như thế này. Nhưng mà bây giờ ok, bây giờ mình chỗ này mình sẽ comment ok đó. Thì bây giờ mình sẽ muốn một cái array như thế này nè, nó sẽ có dạng là một cái mảng như này đúng không, cái array xong rồi, từ nha đó, một cái array trong này nó sẽ có cái mảng, nó sẽ có một phần tử là cái gì, đầu tiên là cái left là cái 34 đó, là cái phần tử đầu tiên của cái mảng 1, và right là cái phần tử đầu tiên của mảng 2. À, hiểu không, hiểu ý mình cái gì, đó là cái phần tử đầu tiên của mảng 2 nè đấy, ok không. Thì bây giờ tức là tương tự cho gọi là bốn phần tử còn lại ha, tức là tương tự thằng này sẽ đi với thằng này nè, thằng này sẽ đi với thằng này sẽ nằm ở thằng này, trong một object tổng cộng là mình sẽ có bốn cái object ha. Trong này nó sẽ có là left và right ha, thì mấy thằng này á nó ở trong cái hai mảng khác nhau, nhưng mà cái index của nó là bản chất là giống nhau thôi, tức là thằng index này
tức là thằng 34 này nằm trong mảng 1 nhưng mà cái số index của nó là số 0 này, ở dưới này cũng là index số 0 đấy. Thì bây giờ mình map qua cái mảng đầu tiên là 34 này, thì mình lấy được cái item này mình gán cho left, tức là mình lấy 34 này mình gán cho cái chữ left này đó, xong mình sẽ lập qua cái mảng thứ hai, mình tìm tới cái thằng nào mà có cái index là bằng cái index của cái thằng này luôn ha, tức là 34 nó có index là 0 thì mình sẽ chọc qua mảng thứ hai, mình tìm cái thằng nào có index bằng 0 thì mình gán vô cho nó là right. Đấy, ý tưởng là vậy. Thì chỗ này á mình muốn thì mình sẽ chọc vô cái bảng thứ hai, cái bảng thứ hai là bảng event đúng không, mình sẽ mới là event nè, element đó, thì mình sẽ chọc vô mình tìm một cái hàm file đúng không, tức là muốn tìm mà muốn tìm cái thằng này thì mình dùng hàm file, thì trong này nó sẽ có là item này, item và index ha, item và gọi là gì index, thì bây giờ và index đó, thì bây giờ á mình sẽ tìm cái item index này là nó trùng nhau rồi, thì chỗ này mình sẽ là item 2, index 2 ha. Đấy thì khi mà mình muốn tìm cái thằng nào mà có index 2 là bằng index luôn, tức là index 2 nó sẽ bằng index luôn, tức là nó bằng như phần tử đầu tiên là nó sẽ tìm cái thằng nào có index bằng 0 đó, thì thằng file này trả mình có object đúng không, thì trong object này mình sẽ chọc vô lại cái vậy thôi, nó chỉ là một cái phần tử thì nó trả về cho mình, không phải object nữa mà trả về cho mình luôn cái phần tử của đó ha, thì cái phần tử này là chính với nó luôn. Rồi xong rồi, chỗ này mình sẽ xong cái hàm này đúng không, xong hàm này thì mình return ra thôi, return ra cái format content này v đó. Thì bây giờ á ở chỗ này nè mình sẽ thử gọi là gì, trong này này mình sẽ bỏ một cái gọi là không cần ha, mình đã có content rồi, thì bây giờ mình sẽ log ra coi thử nó đúng như mình mong đợi không ha. Console log mình sẽ gọi cái hàm này, rồi trong này mình sẽ bỏ cái content vô nữa không cần ha, tại vì cái content này mình lấy được ở global rồi, mình chỉ còn gọi hàm thôi, nó là hàm này mình không truyền gì hết, nó sẽ gọi hàm thôi, nó trả về cái gì ha. Ra đây, ra ngoài đây check nè, ok nó trả cho mình một cái lỗi ha. Cannot read property unified of map, tức là lúc đầu cái mảng mình rộng mình không có map qua được, thì chỗ này mình phải để chấm hỏi nè cho nó khỏi lỗi ha, chỗ này mình cũng phải để chấm hỏi cho nó khỏi lỗi nè. Rồi hết lỗi chưa, rồi bây giờ nó map ra cho mình nè, anh em thấy không, nó sẽ có là left và right nè, đấy đấy, trong left nó sẽ có cái như này, trong right nó sẽ có như này đúng không, chuẩn chưa. Mình sẽ bị ngược lại thôi, tức là cái left là dưới 1 triệu thôi, còn cái right là từ 2 đến 3 triệu, để mình coi ở bên này nó là gì, dưới 1 triệu 1 đến 2 triệu dưới 1 triệu và 1 đến 2 triệu nằm trong một hàng, cái này mình check hơn nè, dưới 1 triệu 2 đến 3 triệu dưới 1 triệu 2 đến 3 triệu đù, thằng thứ ba này nó lại là trên 15 triệu với lại là từ 1 đến 2 triệu kỳ cục nhỉ. Đây nè, đây nè anh em nè, tức là do cái DB của mình á, DB của mình nó lưu không có đồng bộ nè, anh em thấy không, cái DB của mình nó lưu không đồng bộ nè, đó là do nên mình mới lấy ra như này ha, tức là nó sẽ gom hai thằng kế nhau thành một nhóm, hai thằng kế nhau thành một nhóm này do cái DB mình không đồng bộ nên nó mới lưu kiểu đó, mình cho chắc là DB nè. Đó nè, thấy từ 1 đến 2 triệu nằm ở dưới cùng đây nè. Này là do lỗi của lúc mình cái viết cái hàm insert á. Trong này, trong cái hàm insert này, không phải cái data. Đây nè. 15 triệu max min. Ủa, cái data này là chuẩn rồi mà ta. Gain code value
Rồi, trong cái hàm insert trong này mình cũng map qua cái data price này là hợp lý rồi mà ta. Kỳ cục kẹo nha, cái này là hơi kỳ cục kẹo nha. Thằng này lại bắn ở dưới này nhờ. Ok, mình sẽ check cái bảng error coi thử nó có bị rối loạn gì không. Đó, nó cũng bị rối nè. À, thằng này nó sẽ sắp xếp theo cái ok, bây giờ mình bấm vô cái nút value nè. Đó, thì nó sẽ sắp xếp theo cái này ha. Thì cái này là chứng tỏ hậu quả của việc mình để cái ID là string nè, nó không sắp xếp theo thứ tự được anh em ạ. Đấy, nó không sắp xếp theo thứ tự được, nó không có một cái gì để gọi là sắp xếp theo thứ tự được á. Nên cái ID này mình phải để số cho nó sắp xếp theo thứ tự á. Ok, nói chung là làm rồi mới thấy nó có nhiều cái bất cập ha, nên anh em sau này rút kinh nghiệm nha. Nói chung là rút kinh nghiệm dễ thôi, không có gì. Đại khái là do nó không có một cái gọi là mình khi mà mình bấm vô đây mình sort á, thì nó sẽ là không có một cái gì chuẩn theo thứ tự tăng dần để mình map á, nên nó sẽ sắp xếp theo alphabet, mà alphabet thì như này rất là tù. Vậy thôi, có một xíu đơn giản vậy thôi. Rồi, bây giờ cách tốt nhất nha, cách mà mình gọi là muốn sửa là clear hai cái bảng gọi là error và write đi. Đó, drop hai thằng chó này đi. Trong SQLite Meta cũng drop hai thằng chó này đi. Mẹ làm tốn thời gian quá hà. Ok, delete luôn. Chung là sau này làm thì mình sẽ rút kinh nghiệm thôi. Mình lỗi nhiều thì càng tốt à. Mình làm mình rất là thích sửa lỗi ha. Tại vì có nhiều lỗi thì mình mới biết là mà. Nói chung là mình sẽ thấy, mình sẽ lúc mình sửa được lỗi thì mình sẽ tích góp được rất là nhiều kinh nghiệm nha. Tại mình sửa cái lỗi càng nhiều thì cái trình mình nó lên càng nhanh anh em ạ. Đừng có sợ. Đấy, lên chỗ này nè. Mình đã xóa hai cái bảng thì bây giờ mình vô đây mình tạo lại. Mình migrate là hai cái bảng, nhưng mà trước khi migrate mình sẽ sửa lại cái migration của nó. Cái đầu tiên là cái bảng Bright này. Chỗ này mình sẽ để là Inter này. Integer nha. Và thêm một cái trường nữa là gì? Auto nè. In nè. Increment nè, tức là tự động tăng á. Là true, là đúng, tức là mình sẽ cho nó tự động tăng nha. Ok, mình sẽ copy hàng này mình quăng qua bên cái error nè. Đó, bỏ đây. Xong rồi á, mình sẽ tạo lại cái bảng thôi. Migrate lại thôi, sẽ tạo lại hai cái bảng này. Ok. Ok, do đây mình sẽ reload lại nè, mình sẽ lấy được là hai cái bảng error nè, cho error trước nè, xong check structure nè, mình sẽ lấy là gì? ID của nó là in nè, trong cái price thì cái ID mình sẽ check thử là ID của nó vẫn cũng là in rồi. Thì bây giờ xong xuôi nha. Bây giờ mình sẽ insert lại hai cái bảng này thôi. Thì mình đã có hàm sẵn rồi mà lo gì hơn. Chỉ cần một bấm một nút thôi mà. Trong này có cái file có cái hàm insert á, khi mà gọi API có cái hàm insert service chữ này. Thì cái hàm này đúng không? Create này đúng không? Thì cái ID mình bỏ đi nè, không có tạo ID theo kiểu string nữa, tại ID nó tự động tăng rồi mình không cần thêm á. Rồi, sau khi lưu lại là vô controller mình sẽ chỉnh cái hàm này lại. Thì vì là insert service mình sẽ là create Brian address ha, and area ha, lưu lại. Check xem server chạy có lỗi không. Rồi, không lỗi thì mình ra bên đây mình insert lại thôi. Bấm cái đùng cái là xong cái gì đúng không ạ? Ok rồi, qua đây check lại nè. Nó vô lại cái Brian này. Đó nè, thấy không? Đấy, nó lại đi theo thứ tự này, tại vì nó có một cái số ID tăng dần đây này. Đấy, thì cái này nó sẽ là sort theo cái số ID này, nên cái thứ tự của mình nó không bị đảo thứ tự đi. Đó, 1 nè, 1 triệu nè, 1, 2, 2 mà. Cái lờ má. Thừa nói xong 1, 2 xong rồi 70 ạ. Đùm mờ cái thằng 70 này đâu nó lò ở đây đây. Đâu mình check error thằng nó bị nha. 20 nè, thằng này là không. Ơi, thằng này là dính
cái thằng này là sao nhờ? Rõ ràng là cái ID nó như thế này mà cái bản cái database của mình nó là như thế này mà 90 mà tới 70 mà sao ông là nhảy theo thứ tự đó nhờ? Cái này là do cái gì ta, lỗi nào nhờ? Mình đã rõ ràng là cái đó là chính xác rồi. Ông này nè, ông tào lao thiệt chứ. Bây giờ để chắc chắn thì mình sẽ là log ra cái server thử là thứ tự nó có bị đổi không. Mình sẽ là import cái thằng thằng này brown cái thằng trong cái src trong cái service vô cái service mình sẽ chọc vô cái ấy không phải service anh em ạ, mình sẽ chọc vô cái intel, chọc vô cái data. Ok, mình sẽ lock cái thằng cờ hó này ra. Ok, coi thử nó lock ra cái thứ tự không. Con mà nó 12 nè, 23 34 56 78 90 12 34 55 này, nó là cái thằng cờ hó này theo thứ tự. Vậy là cái thứ mà gây rối đội hình là nó nằm ở cái file insert. Gây rối đội hình là nó nằm ở cái lúc mà insert. Đây. Gây rối đội hình là cái chỗ này. Mình sẽ tạo cái tạo này nè, tức là nó sẽ có cái chậm cái nhanh á. Nên nhiều khi nó lại không nó mới như vậy ha. Thì bây giờ có một cách nữa. Có một cách nữa. Mình muốn như thế nào đây? Ok, mình sẽ làm một cách nữa ha, tức là mình không có để nó phụ thuộc vô cái gọi là cái ID, cái số thứ tự đó, mình không để nó phụ thuộc vô cái quá trình làm nữa. Mình sẽ tạo luôn cái ID ở chỗ này luôn. Đó thì bằng cách là mình cũng lên đây, má nhớ biết phải làm cho được nha. Mẹ mình cay lắm cái này mày. Nó chơi mình à, tức là cái lỗi là do lúc mà nó ghi data lên DB á thì có cái nó ghi nhanh, có cái ghi chậm. Đấy, giả sử như cái lúc này nè, đó nó ghi tới đây đúng không? Xong rồi lên cái thứ năm á, cái ID thứ năm nè, xong cái đáng lẽ ra là nó sẽ ghi cái thằng này nè, nhưng mà cái thằng này nó ngắn hơn hay sao ấy. Xong rồi nó là ghi cái này trước, nó ghi được cái này trước, xong rồi nó mới ghi được cái thằng này, nó nên thằng này là dính số 5, thằng này là xuống là số 6. Đó, ý mình hiểu là vậy ha. Đấy, mình hiểu vậy, nhưng mà thì lúc này á thì chúng mình cái ID của mình nó sẽ là do phụ thuộc vào cái tốc độ ghi data vô cứu tầng dữ liệu, có dữ liệu dài, dữ liệu ngắn thì nó thời gian ghi vô nó nhanh và chậm á thì khác biệt như thế này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ là cho cái ID này phụ thuộc vào cái data với code này luôn. Đó, tức là mình ghi một lúc ba hàng này luôn chứ không có để là ghi hai hàng này và cái thằng này nó sẽ tự nhảy ha. Thì bằng cách là mình sẽ là gì? Check all nè, check all cái bảng này thôi, mình delete nội dung trong bảng này khỏi xóa bảng chỉ mất công ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ xóa cái bảng này, mình sẽ vô cái bảng browse mình xóa luôn. Check all mình xóa dữ liệu trong này ha. Rồi mình sẽ tạo lại bảng chứ, thì bây giờ muốn tạo lại bảng thì cũng phải xóa cái bảng error với bảng browse đi, drop đi. Chung là làm cái này sai nhiều mà phải làm sai nhiều thì mới khôn ra được, càng sai càng ngu mới chết. delete ha, delete SQLite meta này rồi. Ở dưới này mẹ sửa lại cái migration của thằng Pride nha, má sửa ý luôn, chỗ này không để nó tự tăng ha, mình sẽ không để nó tự tăng nữa, tức là sau này muốn nó tự tăng thì mình sẽ sửa lại sau, hoặc là nó vẫn để nó tự tăng. Anh em hiểu ý mình không? Nó vẫn để nó tự tăng nhưng mà mình phải có một cái gì đó để mình sort. Đấy, thì chỗ này mình sẽ tạo thêm một cái tức là để nó tự tăng, tức là sau này á, sau mình không còn có gọi là
chèn data bằng cái Postman nữa, mình sẽ chèn data bằng cái việc là mình bấm submit trên client á, thì ID mình vẫn là tự tăng cho nó khỏi bị lỗi ha. Đấy, nên cái chỗ này mình sẽ tạo thêm một cái cột nữa thôi, thay trước cột code này mình sẽ cho thêm một cái nữa là gì, để sort ha. Đấy chưa? Chỗ này này mình sẽ cho thêm một cột nữa, chỗ này vẫn là integer ha. Cái key này mình sẽ để là số thứ tự, số thứ tự, gọi là thứ tự, thứ tự order, ok, mình sẽ để là order ha, order là in. Rồi chỗ này mình sẽ để dấu phẩy khỏi lỗi nè, lưu lại. Ok, mình sẽ copy cái thằng này luôn, bỏ qua thằng error luôn, cho code nè, mình sẽ bỏ vô order, sửa trong cái model luôn, bright nè, thêm một cột nữa, còn C này, còn trên V mình sẽ thêm một cột là in này, integer này, cái này là order này. Rồi mình sẽ lưu lại nè, mình sẽ copy nè, bỏ qua error nè, lưu lại nè, xong nha. Này lần này mà dính nữa là nó không tin luôn á, mà sửa đến mức này mà nó còn không chịu ăn cho mình nữa mà không biết nói gì. Rồi tạo lại, rồi lên đây check. Rồi có lại nè, nó sẽ có lại cái thằng order cho mình luôn, chỗ này order là in luôn. Rồi chuẩn, trong này mình sẽ sửa lại cái thằng này tắt đi, tạo này tắt đi nè, bản này tắt đi, trong cái insert này đúng không, thích làm khó tôi chứ gì. Chỗ này đầu tiên á, mà mình sẽ để là trong cái item này, mình sẽ để thêm một cái nữa là index ha, D này, ấy da, item này mình sẽ để thêm một cái nữa là index ha, ấy da, cái đối biến số đầu tiên, cái tham số đầu tiên lúc nào cũng là item nha, tham số thứ hai lúc nào cũng phải index ha, tức là anh em muốn muốn lấy index thì phải ghi cái item ở trước ha, phải để nó là thứ hai thì nó mới là index ha. Lỗi con ngoại đấy, bị lỗi gì á? Ồ, cái này đúng mà. Mình ghi thêm một cái ngọt nữa có mà đâu mà lỗi. À, nó lại có ngọt rồi ha. Ok, index. Rồi cái item này, chỗ này mình sẽ thêm một cái nữa là order. Bằng index luôn. Đấy, index là index cộng 1 nha, tại vì cái ấy nó cái index của ai đây nó là bắt đầu từ 0 mà. Chỗ này sẽ là 1 2 3 4 5 6 7 8 vậy đấy, nó sẽ tăng lên như vậy. Chỗ này cũng vậy ha. Chỗ này mình sẽ thêm một cái nữa là index chỗ này. Ok, hai hàm này mình gọi nó không có lồng nhau nên cái này mình có thể ghi trùng được nha. Cái này chỉ là cái biến thôi mà. Rồi lưu lại. Rồi chuẩn nha. Mà không tin là mẹ không không theo ý mình nữa nha. Coi thử fit được chưa nha. Umbrella học gà nè. Ok. Dưới nè 20 nè, 2 3 3 5 5 7 trên 90. Ủa. What the hell man? À, ok. Nó vẫn là gì? 6 5 nè anh em thấy không? Đấy. Cái này là cái phần tử thứ 6 nè, nhưng mà nó lại nhảy lên trên nè, chỗ này mình sẽ sort theo thằng này. Đấy, đó, nếu mình sort theo thằng này thì sẽ đúng theo thứ tự này, này, này thấy không? Ok nha, một hàng trong cái bright này. Đó, nếu mà để theo ID thì nó sẽ là lẫn lộn đúng không? Má sort theo thằng order của mình nè. Đó, lại đâu vào đó thấy chưa? Mẹ nó chuẩn chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Rồi, qua bên này mình sẽ là gì? Bên này mình sẽ reload lại cái thử là mình lấy được cái gì nha. Ok.
Đây mình sẽ lấy được cái cục này. Lúc này là mình đã format rồi ha, nên nó như này. Thì mình sẽ lấy được cái này trong cái preview này. Đó. À chỗ này mình không có sửa cái order hả? Mình phải lấy thêm cái order nữa để mình sort ha, mình sort theo cái order đấy. Tắt cái insert đi nè. Xong rồi chứ gì? Trong cái app service nè. Cái app này service cái service này. Cái home page này. Này xóa đi, reducer không cần ha. Cái service này mình sẽ lấy thêm cái order nữa nha. Order. Đấy, mình phải lấy thêm cái order này để mình gọi là gì? Mình sort theo nó ha. Rồi, sau khi mình lấy thêm cái order này thì mình sẽ là nhảy vô cái thằng mà mình gọi API lúc mình nhận được cái response là ở trong cái đâu. Mình xóa cái thằng style action này luôn, mình sẽ vô cái file gọi là app action này. Ok chưa? Thì cái app action này khi mình lấy về cái response á, nó đơn giản là một cái mảng thôi. Đây nè. Khi mình lấy về mình rót gì rót lại nè, khi mình lấy về nè. Đó, anh em coi nha, trong cái response của mình đó, nó sẽ có một cái mảng, trong cái mảng này nó sẽ có là gì? Từng cái object nè. Đó, nó có sẽ order đây nè, mình sẽ sort cái object này theo order nha. Đó, thứ tự theo order này luôn. Thì bây giờ mình sẽ sort liền luôn là ở trong cái file này luôn nha. Thì chỗ này nè, cái browser này nè. Đó, mình đã lấy được cái này đúng không? Mình sẽ chấm sort cái này luôn. Để mình sort như thế nào đây. Ok, mình sẽ sort như thế này. Ok, mình sẽ ra bên ngoài mình test cái hàm sort này nó chạy như thế nào cái đã. Lâu rồi không xài cái hàm sort ha. Vdub 3 school này. Sort này. Sorting array, mình sẽ coi thử hàm này nó chạy như thế nào, cơ chế nó chạy như thế nào ha. Cái sort này là sort không có gì rồi. Bình anh nè. Đây nè, lúc mà sort mà chuyển vô một cái combat này. Đấy, sort này sẽ có một combat, combat này là A và B. A và B, A là cái số 40 này, B là cái số 100 này. Đó, nó return là A trừ B, tức là 40 trừ 100 là số âm. Để mình coi nó sort ra cái gì. Cái 40 này. Đâu rồi? Chờ chút. Ok anh em, mình quay lại ở đây. Nãy mình nói tới cái chỗ đang coi thử nó sort như thế nào ha. Thì nó có một cái mảng số như thế này. Bây giờ sort theo cái này là sort theo tăng dần nè. Tăng dần thì nó để là một cái hàm hai đối số là AB và nó trả về A trừ B ha. Trả về A trừ B là sort tăng dần. Còn nếu mà trả về B trừ A, giả sử mình trả về là gì? B trừ A coi thế nào. B trừ A mình run nè. Đó thì nó sẽ sort theo là gì? Giảm dần đúng không? Thì chỗ này mình sẽ là sort A trừ B ha. Mình muốn tăng dần mà. Đấy thì chỗ này mình sẽ là chấm sort thôi. Sort. Rồi trong này mình sẽ có một cái gọi là combat. Mình sẽ bỏ một cái combat vô đây. Trong này mình sẽ có gọi là gì A và B. Nhưng mà AB của mình không AB của mình không phải lúc này là số nữa, mà AB của mình lúc này là, tức là AB này là phần tử của cái mảng ha, nhưng mà phần tử của cái mảng lúc này là số nè, nhưng mà của mình là mảng của mình là object, nên mình chỗ này nè. Đâu rồi? Chỗ này nè, đó chỗ này là AB của mình nè, mình sẽ truyền vô AB nhưng mà chỗ này là mảng là object nha, thì chỗ này mình phải return ra cái gì? Chỗ này mình sẽ là return này. Gọi là gì? A chấm nè, order nha. A chấm order nha. Mình chấm vô order mình mới lấy được số nha. Với thế A là object mà, trừ cho B nè. Chấm order nha. Đấy, chỗ này mình sẽ là đánh dấu cộng nha. Này đánh dấu cộng nha. Rồi, lưu. Ok. Ra đây coi thử sao thứ tự chưa. Reload lại nè. Ok, đó, nó nhảy theo số thứ tự nè.
tức là mình đã sort kiểu mình đã sắp xếp nó lại theo thứ tự tăng dần rồi. Đó thì chỗ này cái ông này ông sẽ là theo ý mình nè. Đó, left là dưới một chiều, đây là 1 đến 2 triệu nè. Đó, nó sẽ đi theo cặp như này. Đó, như này là ổn định đúng không? Rồi. Bây giờ mình sẽ sửa lại một chút nữa thôi. Một chút nữa là cái left right nè, thì chỗ này mình sẽ sửa lại thành right ha. Chỗ này mình sẽ sửa thành left cho nó hợp nghĩ nè. Đó. Rồi, nó đi từ số 0 lên mà nên cái left này sẽ đi số chẵn lên nha. Ok, cái hàm này nó format ra như vậy đúng không? Mình sẽ cái này mình sẽ out đi. Chỗ này thay vì mình ghi content thì mình sẽ ghi là nếu mà content lớn hơn 0 này, mình sẽ là chỗ này mình sẽ gọi cái hàm là handle. Nó có cái hàm handle gì đó, format format content. Mình sẽ bỏ content vô đây. Đó, sau khi bỏ content vô nó sẽ map ra thành một cái mạng mới cho mình. Cái mạng mới này nó sẽ theo cái kiểu này, nó sẽ là một object nè. Trong object này nó sẽ có hai cái key là trong nó có một cái mảng này. Mỗi cái mảng nó sẽ có hai cái object con, đó là left và right nè. Rồi. Cái item này là left và right đúng không? Thì bây giờ chỗ này mình sẽ là bọc vô trong một cái thẻ ha. Chỗ này là thẻ như thế này. Item.code, chỗ này mình sẽ là gì? Control X, mình sẽ cho một cái thẻ div. Bọc hai này vô. Rồi chỗ này dưới này cho một cái thẻ div. Từ hai thằng này phải nằm lúc này nó nằm dọc không, cho thằng này vô. Rồi trong này mình phải bọc hai thằng này là trong một thẻ div nữa. Cho này vô. Gì ổn chưa? Hai thằng này sẽ nằm nằm ngang thì chỗ này mình sẽ là class name là flex, gap khỏi gap đi, mình sẽ là item center. Hai thằng này nó sẽ cách nhau thì mình sẽ là justify around đi. Đó, thằng này cái class name của mình là flex. Mình sẽ bê nguyên thằng này xuống ha. Mình sẽ bê nguyên thằng này xuống này. Đó, tag nè. Này, bê nguyên thằng này xuống nè. Đấy, chỗ này mình sẽ bê thằng này xuống. Rồi, thằng này cũng là gì? Thằng này xuống dòng nè. Này xuống dòng nè. Thằng này cũng là gì? Class name nè. Sẽ bê này xuống nè, lưu lại. Cây này là item.code là nó sẽ bị lỗi nha, tại vì cái item của mình nó không có code nha, nó có left và right thôi. Chỗ này mình trước tiên mình sẽ để index item, mình sẽ để index mắt chỗ mình đang gặt ra nè, đang gặt lúa nó hơi ồn. Ok, lưu lại nè. Rồi ra này nó chưa có con mẹ gì đâu. Đó, nó chưa có con mẹ gì đâu. Bây giờ mình sẽ thử nè. Cái ở bên homepage này, chỗ này nè, cái chỗ cái thằng Brian này, mình sẽ để một cái là user nè, double nè, bằng chu nè, bằng chu chứ bằng treo, mà treo không mà nó treo. Rồi ra thử nó bắn lỗi không? Không có lỗi đúng không? Đấy, nhưng mà nó là gì? Có cái này cho mình là thấy chưa, nó sắp xếp là theo cột nè. Đó, cái này nó không hiển thị cái nội dung là do chỗ này mình xét nội dung bị fail á. Đó này mà, thì cái item này nó sẽ là item.left nha. Ở trên này là item.left nè, chấm value nè,
Ở dưới này là item.write này, chấm value này. Rồi đấy, trời ơi mượt, nó lại là mượt nha anh em, ok chưa? À cái này nó còn nó không, mình để như này thì nó phụ thuộc vào nội dung đúng không? Bây giờ mình sẽ để hai cái này là 50-50 ha. Mình sẽ để chỗ này là thay vì mình flex chỗ này đúng không, mình sẽ để thằng này là justify. Ok, chỗ này mình sẽ để là flex 1, chỗ này mình không phải để là flex 1. Rồi con nó ra được con mẹ vậy đó. Ok, thẳng hàng chưa, chuẩn chuẩn luôn, như đúng rồi luôn hết chưa. Xong rồi một hàng thằng kia mày đơn giản, anh coi lâu không, được mấy phút rồi má, cái này làm con mẹ gì mà 120 phút. Bây giờ mình làm cái diện tích luôn cho nhanh ha, cũng cỡ 50 phút nữa là out cái clip này luôn ha, tại clip này quá dài rồi, chỉ có làm hàng này thôi mà sửa đi sửa lại rất là nhiều lần ha. Ok thì làm thì mình chuẩn bị có gì bác rồi cùng thôi. Chỗ cái thằng này tạo một cái file là error thôi, .js này, ở bên server mình phải tạo riêng ra ha. Đấy, ở bên code của server thì phải tạo riêng ra. Ok, chỗ này mình sẽ là có order nha, cho nó thông thoáng. Rồi chỗ write này copy lại, chỗ này sửa lại thành write ha. Rồi lưu lại, chỗ này mình sẽ là Ctrl A, Ctrl C này. Qua đây cho nhanh nào, mình sẽ làm rạc rạc luôn cho nhanh nha anh em. Mà quá tốn thời gian để sửa cái bảng kia rồi. Rồi, area, chỗ này mình sẽ là chọc vô cái bảng là E area. Rồi, cũng lấy order, rồi get all cái kiểu là điểu. Rồi, chỗ này mình sẽ là get fail area. Rồi, lưu trong này mình sẽ viết thêm cái tạo thêm một cái file gọi là area.js nè. Rồi trong mình nhớ trong cái này mình sẽ có cái control. Rồi bây giờ cái file write này mình sẽ là copy control C này, mình sẽ bỏ qua cái area controller này, bỏ vô đây. Trong này mình sẽ import cái thằng error vô này. Trong này mình sẽ gọi tới cái hàm get write service à. Không phải nha, mình chưa sửa tên thôi. Trên này mình phải sửa tên là get a này, area này, service nha. Rồi, bên này nè, mình sẽ là lấy lại cái hàm đó nha. Area service này. Rồi lưu lại nha. Chỗ này mình sẽ sửa lại là get area nè. Area nha. Rồi lưu lại nè. Rồi bên file raw này tạo thêm một cái folder nè, area nè, .js nè. Trong này thì cũng copy nè, Ctrl A, Ctrl C nè. Chỗ này error nè, pass vô. Cũng là CROD đúng không? Trong này mình sẽ import cho trong cái là error nè. Chỗ này thay vì mình gọi thì mình sẽ gọi cái hàm get error nè, cũng là get all nè. Rồi vô trong cái file index nè, mình sẽ là import cái thằng đó vô nè. Import cái gọi là A nè, area nè, router nè, from nè. Chỗ này mình sẽ là error nè. Anh em thông cảm nha, cái chỗ này đang gạch rồi nhà mình nên nó hơi ồn á. Chỗ này nhưng mà không sao thôi, chỗ này mình chỉ là làm nhanh mà. Chỗ này mình sẽ là kiểu làm như cái thằng Bright thôi. Anh em có thể tự làm chỗ này cũng được mà. Đấy, nên chỗ này anh em có thể là nét vào cũng được ha. Mình sẽ là error nè, trong này mình sẽ sửa lại là gì, area router này, lưu này, rồi test postman này. Chỗ này mình sẽ get cái gọi là thay vì bright đúng không, mình sẽ là area nè, send nè. Ok, mình lấy được rồi đúng không? Rồi bây giờ qua bên cái thằng claw này, observer này, chạy lên cái thằng thằng store này, trong cái action type này tạo thêm một cái nữa là gì, get này, area này,
Rồi lưu lại nè. Vô trong cái thằng app nè. Viết lại cái hàm error nè. Ctrl C nè. Ctrl V nè. Cái này mình sẽ là get nè. A nè. Rare nè. Trong này mình sẽ viết một cái API ha. Đầu tiên mình sẽ vô cái hàm service mình viết API trước, phải app nè. Get price. Ctrl C nè. Ctrl V nè. Get API nè. Ôi. Get e nè, real nè. Đúng là cái category là sẽ bê vô trong cái app service là luôn nha. Không có để ngoài này vào file riêng ha, tại vì nó không đồng bộ. Đó thì hôm sau mình sẽ sửa. Chỗ này ASIOS nè, chỗ này mình sẽ để là e nè. Area nè. Lưu lại thì qua bên cái action nè. Thay vì mình API get thì mình sẽ là API get get area nè. Rồi, cái ba thằng này mình sẽ là vô cái key là get error nè. Rồi chỗ này mình cũng sort theo order nè. Lưu lại. Rồi còn cái reducer nữa sửa lại nè, cái reducer app nè. Trong này viết thêm một cái key nữa. Ctrl V nè. Chỗ này mình sẽ là gì? Action type get error nè. Chỗ này mình sẽ thêm một cái biến nữa là gì? Area nè. Một cái mảng nè, rỗng nè. Trong này mình sẽ sửa lại là gì? A nè. Area nè. Lưu nè. Xong nha. Sau khi có data thì bây giờ mình sẽ vô cái thằng homepage nè. Mình sẽ là dispatch thêm một cái action nữa là gì? Mình sẽ gọi cái get error nha. Đấy, sau khi có get error rồi á thì chỗ này mình sẽ lấy là cái error nha. Đó, mình sẽ lấy được cái error nè. Đó, sau khi lấy được error thì mình sẽ truyền xuống đây nè. Cũng là is a double nè. Cũng là mình sẽ truyền xuống một cái content chỗ này. Đó, chỗ này mình sẽ content là gì? Area nè. Ok, sau khi như thế này thì mình sẽ ra kia mình coi thử nó có render giao diện cho mình không. Sửa xong rồi đúng không? Đấy, này xuống theo nè. Cái diện tích này nó không có con mẹ gì nè. Thì bây giờ mình sẽ reload lại, mình coi nó gọi API thử nó lấy được cái gì nè. Ok, chỗ này nó không có gì đúng không? Thì nó sẽ có một cái lỗi nào chỗ đâu đó ha. Nó sẽ check cái thằng này. Đây nè, nó lấy được đúng không? Lấy được rồi, API là lấy được rồi. Area vô app. Nhưng mà tức là cái ở đâu ở đó trên cái reducer này. À, cái action này mình nên sửa lại ha. Cái chỗ này là bright nè. Mình sẽ sửa lại là area nè. Đấy, mình sẽ lưu nè, trong cái app reducer này mình sẽ lấy trong cái error nè, đó đúng không? Thì mình phải lưu cái key nó là error nha. Đó thì cái xuống anh em nè, đó thì nó có rồi nha. Rồi, thì bây giờ hôm nay là kiểu làm xong rồi nha. Mình sẽ coi console log nó có log gì không, nó không log gì ha. Rồi thì cái này mình render là xong cái giá với lại theo diện tích rồi nha. Khi mình bấm vô á thì xong xong mình sẽ sửa mấy cái này lại thành cái link hết ha. Tức là khi mình bấm vô nó sẽ sort theo cái ấy của mình ha. Chỗ này mình sẽ quay lại trang 1 nè. Đó, trang 1 nó có nhiêu đây ha. Rồi. Hôm nay tới đây thôi, clip cũng hơi dài anh em thông cảm, tại vì mình vừa làm vừa nghỉ nên nhiều lúc nghỉ nhưng mà lúc làm ra mình mới phát hiện là có lỗi nên bây giờ phải xóa đi làm lại á. Nên mà làm nó rút kinh nghiệm thôi, không có gì ha. Anh em thông cảm nha. Đó, thì hôm nay mình sẽ off ở đây. Tại vì nó khá ồn, thì nhà mình cũng sắp đang gặt nó ồn á.